Xin giới thiệu với các bạn máy hàn laser cầm tay fiber. Máy hàn laser cầm tay fiber sử dụng nguồn năng lượng laser sợi quang. Máy có các công suất 1000W, 1500W, 2000W. Máy hàn laser có thể hàn đa dạng các vật liệu như sắt, thép, inox, đồng, nhôm. Công nghệ laser cho hiệu quả vượt trội, cho mạch hàn siêu đẹp, siêu chính xác, siêu ngấu, siêu sạch, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, thẩm mỹ, tốc độ làm việc nhanh chóng, phù hợp cho ngành sản xuất gia công, tủ bếp, cầu thang, thang máy, giá đỡ, cửa sổ và các ngành công nghiệp khác có quy trình phức tạp. Ưu điểm của máy hàn laser là tốc độ hàn nhanh hơn gấp 2 đến 10 lần so với máy hàn truyền thống như mix, tích. Máy hàn laser tiêu thụ ít vật liệu hơn và có tuổi thọ cao hơn, không tốn que hàn, dây hàn, dễ dàng hoạt động, không đòi hỏi thợ tay nghề cao. Đường hàn mịn và đẹp, tốc độ chính xác cao, kết dính tốt, không mất công vệ sinh, đánh bóng, không biến dạng, không có vết sẹo mối hàn chắc chắn, đẹp, ít cong vênh, biến dạng sản phẩm. Máy hàn laser an toàn hơn và thân thiện hơn với môi trường, đặc biệt có thể hàn được hai vật liệu khác nhau trên một mối hàn. Có thể hàn các kim loại màu. Nguồn Raycut là một trong những thương hiệu nổi tiếng, có chất lượng tốt, luôn tạo được sự ổn định trong quá trình sử dụng. Đầu hàn laser có thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng, tiện dụng, cấu trúc tiên tiến, hiệu suất tốt, đảm bảo cầm nắm thoải mái và vận hành đơn giản. Máy có màn hình điều khiển rộng, có thể điều chỉnh biên dạng đường hàn như dạng thẳng, dạng tròn, tam giác đơn, tam giác kép, điều chỉnh tia laser tới các vị trí chính xác cần hàn. Máy đã cài đặt sẵn ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, dễ dàng điều chỉnh độ rộng mối hàn, công suất nguồn, độ trễ khí, tùy thuộc vào vật liệu và vị trí cần hàn. Máy hàn laser là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các ngành sản xuất, gia công, kim loại tấm, mỏng, siêu mỏng, có những yêu cầu khắt khe về độ chính xác, chất lượng, thẩm mỹ cao và tốc độ làm việc nhanh chóng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ công ty sản xuất Babylon CNC 093-222-5678. Kim loại của công ty Babylon CNC đã trở về rất là cao. Chỉnh sang file DXF hoặc là tem mác là